Năm nay sâu nhất là chỗ cây xăng Quốc Thịnh đó, cây xăng Quốc Thịnh, chỗ Phương Trang đó, bánh xe Phương Trang ngập sâu hơn năm ngoái cả 5 tấc, ngập bánh luôn, và ngập bánh xe ông ra chạy không được luôn, ngập bô béo ngập trơn luôn đó. Là khó khăn đi đó, qua lại khó khăn. Mong cho nhà nước khắc phục cái đường nước ngập cho bà con nhân dân đi qua lại cho dễ dàng hơn, đỉnh đi bằng ăn thuận tiện. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay ngày 31 tháng 10 năm 2023, hiện tại thì mình đang lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua ấp Thuận Tiến, xã Thuận An, thị xã Bình Minh của tỉnh Vĩnh Long. Hôm nay thì chiều cường dâng cao thì các phương tiện qua tuyến quốc lộ 1A này rất là khó khăn, rất là vất vả luôn, và có rất là nhiều đoạn ngập rất là sâu, nhiều phương tiện tắt máy rồi dẫn xe giữa chừng, rồi bà con của mình đưa học sinh đi học, đi làm, rồi lưu thông qua cái đoạn Bình Minh Vĩnh Long này thì rất là khó khăn vất vả. Ngay chỗ mà cây xăng của bến xe Bình Minh, chỗ mà bến xe Phương Trang đó thì ngập rất là sâu. Ngay tại vị trí này thì các phương tiện đang ùn tắc kéo dài khoảng 5 cây số ha, khoảng 4 5 cây số. Bà con qua đây rất là khó khăn vất vả cả nhà ơi. Mỗi năm thì chỗ này thì cũng có ngập, nhưng mà nhà nước đã hỗ trợ nâng lộ rồi thì ngay chỗ này thì không có ngập. Nhưng mà cái đoạn chỗ mà cây xăng của Bình Minh, thì chỗ mà cây xăng, chỗ mà bến xe Phương Trang đó thì ngập rất là sâu. Thì bây giờ mời tất cả quý vị khán giả cùng nhau đi lại chỗ mà cây xăng xem cái tình trạng ngập cũng như là các phương tiện lưu thông qua đây như thế nào nha.
so với năm rồi như thế nào chú? Năm nay thì ở khúc này nhờ nhà nước nâng lộ cao lên là không bị ngập nữa. Dạ. Nhưng mà còn khúc vài cây xăng Phước Thịnh gần cầu Dược bị ngập. Dạ. Nhiều hơn năm ngoái. Dạ. Con thấy có nhiều xe, nhiều phương tiện là ngập tới nửa chiếc xe luôn. Nửa chiếc xe luôn, ngập bánh hết trơn. Bà con của mình đi lại quá khó khăn hả chú? Khó lắm. Đùng xe quá trời rồi. Quá cao rồi. Dạ. Hôm nay thủy chiều ở chỗ cây xăng nó quá cao, nhiều hơn năm ngoái dữ lắm. Ừ. Nhiều hơn cả năm sáu tấc. Cuộc sống của bà con mình ở đây như thế nào hả chú? Sống thì cũng cực khổ, mừng khó ăn khó đi bằng đó. Dạ. Rồi nước ngập như vậy thì ảnh hưởng như thế nào đến gia đình của mình ạ? Gia đình mình thì đi mặn thì bị đi qua cái đoạn đường nó bị ngập hoài, đi khó đi, đưa học trò con cháu đi học cũng khó khăn nữa.